sang bài sử 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 thiên. Ngày 344 Vậy cô bé cháu tổng cộng đã trả chú 502.000 đồng. Cô bé ở đây nguyên văn là cô nương. Nà cô nhà nhí cùng kể lâu ở ủ sứ bàn lẻng chiên tuần. Nà Cô 两，你，一，共，给了我五十万两千吨。顿 那姑娘，你一共给了我五十万两千吨。那姑娘，你一共给了我五十万两千吨。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không rõ lắm. Em tưởng đều lấy ra rồi. 我以为都拿出来了。truyền thống quần áo truyền thống. Truyền rất tốt。手感很好。 棕色门，身板儿得自选，带他来自己选。这料牌儿很棉密，面料很柔软。钢糖啊，紧张吗？嗨球。 200万 200 vạn, Quá khen rồi Quá chàng rồi Sau này sẽ có dịp gặp lại Hậu khỏe hiểu chi Bán thế nào? Giờ mà mãi Bảy nghìn chi chiên không gấp không vội bù trí không sao mấy quan gì ngày lễ节日 càng nhiều càng tốt 越多越好。 502 nguyên văn là năm vạn hai nghìn ủ sứ hoàn chiên